Ngày 16 tháng 6, album nhạc phim Sky to Movie của Sơn Tùng đã chính thức phát hành trên 26 nền tảng âm nhạc trực tuyến tại 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nổi bật trong số đó là các ứng dụng có trả phí nghe nhạc như iTunes, Apple Music, Google Play. Ngay khi vừa ra mắt, album của Sơn Tùng đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những album được nghe nhiều nhất trên hai nền tảng iTunes và Apple Music Việt Nam. Đồng thời, sản phẩm này cũng lọt vào top cao trên BSH iTunes tại các quốc gia như Singapore, Úc, Cộng hòa Séc. Đặc biệt, album này còn lọt vào top bảng xếp hạng những album được nghe nhiều nhất toàn thế giới với vị trí 83 trên iTunes. Nhờ đó, Sơn Tùng đã trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trên top BSH iTunes thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Album nhạc phim Sky True Movie bao gồm 8 ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi của Sơn Tùng MTP. Tất cả đều được nam ca sĩ phối lại hoàn toàn mới, sôi động và bắt tai hơn để phù hợp với sân khấu hoành tráng của Sky Tour. Trong khi đó, với bộ phim tài liệu Sky True Movie, sau khi sâu đổ mọi kỷ lục phim Việt với con số 10.000 vé đặt trước trong vòng 48 giờ mở bán, hiện bộ phim cũng mang về doanh thu 5,8 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, bỏ xa các đối thủ đang ra rạp cùng thời điểm. Trước tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ, Sơn Tùng cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến khán giả. Cảm ơn vì mọi người đã dành những con số ấn tượng này cho Tùng. Đối với Tùng, Sky Tour chỉ là món quà đầu tiên mà Tùng gửi đến khán giả trong năm 2020. Bộ phim này Tùng và tập thể MTP làm ra không có mục đích so kè với bất kỳ ai, mà chỉ đơn giản là muốn viết lại những dòng hồi ức cho cuốn nhật ký tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, tái hiện lại những hình ảnh chân thật nhất dành cho những ai đã tham gia Sky Tour 2019 và những ai chưa có cơ hội tham gia cũng có thể tận hưởng nó bằng cách đến rạp. Trên hết là truyền cảm hứng đến các bạn trẻ đang có đam mê hay theo đuổi một giấc mơ nào đó rằng nếu tôi làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Nam ca sĩ khẳng định thời gian tới anh sẽ tiếp tục bật mí món quà thứ hai gửi đến người hâm mộ khi những kế hoạch mà Sơn Tùng và ekip từng công bố trước đây vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Hãy yên tâm rằng khi MTV nói một, mọi người sẽ luôn nhận được ít nhất 1,5, Sơn Tùng MTV viết. Hiện tại, phim tài liệu âm nhạc Sky True Movie vẫn đang tiếp tục công chiếu tại các cụm rạp trên cả nước. Bộ phim mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về Sơn Tùng MTP trong âm nhạc, công việc và cuộc sống. Không chỉ là một nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, Sơn Tùng còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và kiểm duyệt phim.